chữa lành miếu cổ mất ngủ lâu năm nhờ loại rau này. Rau nhút là loại rau ăn quen thuộc đối với nhiều người. Ngoài dùng để làm rau nộm, ăn sống, làm nấu canh chua thì loại rau này còn được giới y học công nhận là một vị thuốc giúp chữa trị nhiều loại bệnh. Theo đông y, rau nhút hay còn gọi là rau nhút có vị ngọt, tính hàn, không độc, tác dụng an thần, mát gan, giải nhiệt độc, chữa chứng mất ngủ, trị nóng trong sinh mụn, làm thông huyết mạch, điều hòa tỳ vị, thông thủy đạo, lợi tiểu, tiêu viêm, nhuận tràng, hạ sốt, hỗ trợ điều trị biếu cổ. Còn theo nghiên cứu của Tây y, rau nhút có hàm lượng protein cao, vượt xa các loại rau khác như xà lách, mồng tơi, rau muống. Bác sĩ Hoàng Xuân Đại, chuyên gia y tế cũng cho biết, rau nhút chứa chủ yếu là các vitamin và nhiều amin cần thiết như vitamin B12 hay amin leucine, methionine, thionine. Chính vì những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời có trong rau nhút, nên theo cách chữa bệnh dân gian, nếu có triệu chứng mất ngủ hoặc trong người có biếu cổ, muốn khỏi bệnh, hãy dùng rau nhút theo bài thuốc được lưu truyền ngay sau đây. Bài thuốc hỗ trợ chữa bệnh biếu cổ từ rau nhút. Biếu cổ là căn bệnh mà nhiều người mắc phải hiện nay, không chỉ người lớn mà trẻ em cũng bị. Ngoài các phương pháp chữa bệnh bằng thuốc Tây y hoặc phẫu thuật cắt bỏ khối u, thì các bài thuốc dân gian cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh. Nguyên liệu cho bài thuốc này gồm có rau rút 300g, cá rô 200g cùng với gia vị. Cá làm sạch, chỉ lấy phần nạc, ướp gia vị. Xương cá giã nhỏ, vắt lọc lấy nước. Thêm nước cho đủ khoảng 500ml. Đem đun sôi, sau đó thả rau rút và cá nạc vào quấy đều. Dùng ăn nóng với cơm, ngày một lần, dùng liền trong 5 ngày. Cũng có thể dùng theo công thức sau: rau rút 30g, cải trời 20g, mạch môn 15g, sinh địa 15g, xài hồ kinh giới đều 8g, đổ 800ml nước sắc còn 250ml nước, chia làm 2 lần uống trong ngày, dùng liền trong 10 ngày. Bài thuốc chữa bệnh mất ngủ từ rau rút. Nhiều người thường sử dụng thuốc an thần mỗi khi mất ngủ, tuy nhiên đây là phương pháp vô cùng có hại cho sức khỏe. Vì thế từ lâu trong dân gian đã biết truyền tai nhau các thực phẩm có chứa chất giúp an thần để có được giấc ngủ ngon. Trong số đó, rau nhút cũng là loại rau được nhiều người tin dùng. Chuẩn bị 300g rau rút, khoai sọ 25g, lá sen 10g, tất cả rửa sạch, đem ninh nhừ với nước, cho gia vị vừa đủ, ăn cả bã lẫn nước, ăn từ 3 đến 5 lần trong một tuần, nên ăn khi còn ấm. Tốt nhất ăn vào buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 30 phút. Lưu ý, rau rút tính lạnh cho nên người yếu bụng, thể hàn, dễ tiêu chảy, trẻ nhỏ không nên ăn. Dù đây là bài thuốc được tin dùng từ rất lâu đời, tuy nhiên vẫn chưa được giới y khoa công nhận. Vì thế, trước khi sử dụng, người bệnh nên hỏi qua ý kiến bác sĩ điều trị bệnh để không làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.